Dạ mẹ, hôm nay con thắp nhang cho mẹ là con cảm ơn mẹ đã phù hộ cho anh em chúng con được mạnh thường quân biết đến và giúp đỡ cho gia đình bớt khó khăn đi phần nào. Dạ, được con nhờ mẹ, con được mẹ phù hộ, mạnh thường quân đã hỗ trợ rất nhiều. Con được các cô chú mạnh thường quân trong nước và ngoài nước hỗ trợ cho gia đình mình. Dạ. Hôm nay con thắp nhang, con xin cảm ơn mẹ. Dạ, mến chào cả nhà thân thương. Đội trưởng Lê Thang xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến cả nhà mình. Thì cả nhà mình hiện tại là đội trưởng Lê Thang đang có mặt tại nhà của ba anh em mồ côi cha mẹ cả nhà. Thì sau những ngày mà đội trưởng Lê Thang chia sẻ hoàn cảnh của ba anh em mồ côi lên trên kênh của đội trưởng Lê Thang, thì may mắn rằng là được các mạnh thường quân yêu thương, mạnh thường quân trong nước và ngoài nước hỗ trợ cho ba anh em mồ côi rất là nhiều món quà cả nhà. Cũng như lời của mạnh thường quân dặn dò và cũng như ước mơ của các cháu, ước mơ có được một cái toilet. Thì đi trên linh thang rất cảm ơn các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đã đồng hành cùng với đi trên linh thang giúp đỡ cho ba cháu mồ côi cha mẹ. Và hôm nay Đức Chính Liên Thang quay trở lại đây để ghi hình chia sẻ đến Mạnh Thường Quân để cho Mạnh Thường Quân biết được là Đức Chính Liên Thang đã trao tận tay những cái món quà, những cái số tiền mà Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho ba anh em mồ côi cha mẹ. Thì cả nhà mình Đức Chính Liên Thang xin phép là giới thiệu sơ qua hoàn cảnh của ba anh em mồ côi để cho ông bà cô chú anh chị trong nước và ngoài nước chưa biết đến cái hoàn cảnh của ba anh em mồ côi cha mẹ. Mẹ của các cháu thì không may mắn đột quỵ mất cả nhà, mất cách đây 1 năm rồi. Ba của các cháu thì bỏ các cháu đi từ nhỏ cả nhà. Trong cái khoảng thời gian mà mẹ của các cháu mất xuống á, thì anh hai là anh đầu á, cả nhà phải làm đủ cực khổ nuôi các em ăn học. Có một cái thời điểm là nuôi không nổi, không đủ tiền cho em gái út đi học, phải cho em gái út nghỉ học. Để kế bên đôi chân lên thang là ngoại thứ của các cháu, ngoại thứ có nghĩa là chị của mẹ các cháu cả nhà. Bây giờ đôi chân lên thang sẽ nhường mic lại cho ngoại thứ chia sẻ một chút xíu. Dạ ngoại thứ chia sẻ một chút xíu về hoàn cảnh của các cháu đi ngoại thứ. Bây giờ là mấy cháu là nó khổ. Cha mẹ không có mà mà cha mẹ mất sớm. Mẹ mất sớm mà không có cha. Mẹ bà ngoại cũng chết rồi. Bây giờ còn bà ngoại thứ. Bây giờ mà mấy chú mà cho mấy cái đây thì tôi cũng thôi em, chị cũng thông cảm cho mấy em. Dạ thì cả nhà ngoại thứ là hàng ngày á, là phải đi bán từng tờ giấy số để nuôi các cháu cả nhà, phụ với anh hai lo cho hai em nhỏ. Rồi hoàn cảnh của các cháu cũng thương cả nhà, không cha không mẹ thì khi mà ốm đau bệnh tật, khi mà không có tiền để mua thức ăn á, thì các cháu rất là thiếu thốn cả nhà mình. Thì ngoại phải lặn lội đường xa đi, hàng ngày phải đi bộ bán giấy số, một ngày ngoại bán mấy chục tờ thôi. Có 60 tờ à. Dạ Mà bữa nay trời mưa bán được có 30 tờ giờ à. dạ ngoại giới thiệu tên của ngoại đi. Ngoại ngoại tên gì? Trần Thị Bông, Ngoại năm nay nhiêu tuổi? 66 tuổi. Dạ ngoại già rồi ha. Dạ. Rồi bây giờ anh hai chia sẻ đi, nói sơ qua về tuổi tác và tên của con cho ông bà cô chú anh chị mà chưa biết đến á, để biết được cái hoàn cảnh của con ha và đồng cảm ha. Dạ, con tên Trần Ngọc Luân, năm nay 20 tuổi, hiện tại đang đi làm công ty. Dạ, Con làm công ty gì? công ty Quảng Phú. Công ty may ha. Dạ, Con làm 1 tháng bao nhiêu tiền? đâu đó khoảng 4 triệu, 4,5 triệu. 4 triệu rưỡi rồi, chi phí ăn uống rồi lo cho hai em nữa không có đủ. Dạ. Thiếu thốn đôi khi thì cũng phải nhờ bà ngoại thứ. Rồi cháu gái giới thiệu tên, con tên gì? Cháu chân trường Ngọc Tuấn Linh. Con nói lớn lên giùm chú được không? Con tên là trường Ngọc Tuấn Linh. Năm nay con bao nhiêu tuổi nè? 8 tuổi. Con học lớp mấy rồi? Dạ, học lớp 3. Con học có giỏi không nè? Trung bình. Học trung bình. 2 năm rồi có giấy khen không? Không. Năm nay phải cố gắng có giấy khen nha. Dạ. Thì cái ước mơ của các con á là
Cầu mong sao là Mạnh Thường Quân á, yêu thương giúp đỡ, xây dựng lên một cái toilet để đạt được ước mơ của tụi con ha. Thì ước mơ của tụi con là chú đã đồng hành các Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước. Ông bà yêu thương ba anh em con, giúp đỡ cho ba anh em con một cái toilet. Con cảm xúc con như thế nào, có vui không? Dạ có. Con vui thì con có biết gửi lời cảm ơn đến ông bà, cô chú? Dạ không. Cảm ơn con không? Dạ không, cảm ơn Quỳnh Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước. Mà sao nữa? Con cảm ơn. Vậy là có cái động lực rồi ha. Mai mốt là năm này là phải cố gắng học để lấy giấy khen nha. Dạ. Thì hôm nay là chú có xin các Mạnh Thường Quân mua cho tụi con một cái máy giặt để phụ huynh hai con có thêm cái thời gian để tăng ca làm kiếm thêm để nuôi các con ha. Có máy giặt rồi con có vui không? Dạ có. Hàng ngày là ai giặt đồ cho con nè? Anh Hai. Anh Hai giặt đồ. Dạ. Để cả nhà mình. Con không có áo mặc hay sao mà cái áo này bị đứt nút rồi con? Còn mấy cái áo kia mà con hết rồi lấy được cái này. Thường thường là con giặt đồ là con giặt ở đâu? Đem ra trước nhà giặt. Dạ. Rồi lúc mà mình mắc cầu á, mình không có toilet á thì mình đi đâu? Đi nhờ nhà cậu hả? Dạ. Rồi ban đêm rồi cậu ngủ, cậu đóng cửa rồi con đi ở đâu? Nhịn. Nhịn luôn hả? Dạ. Nhịn nổi không? Nổi. Thiệt không? Thiệt. Có khi nào mà ị ra quần chưa? Chưa. Thì hôm nay là chú đến đây để bàn giao toilet và một cái món quà rất là đặc biệt là cái máy giặt ha. Yeah. Giúp cho con có thêm một cái động lực để cho con có khoảng cái thời gian thêm để mình tăng ca. Yeah. Mình kiếm thêm. Nhưng mà khi mà tặng máy giặt cho ba anh em con á thì mình phải cố gắng đó, thì thêm một cái phần là mình đóng tiền điện. Yeah. Nên là con phải cố gắng làm ha, cũng như là cái động lực cho tụi con ha. Rồi con gửi lời cảm ơn đến ông bà, cô chú, chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước giùm chú nha. Dạ. Con thay mặt cho ba, hai đứa em của con xin cảm ơn cô chú, anh chị ông Mạnh Thường Quân. Dạ, ông bà Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước. Con chân thành xin cảm ơn cả mọi người ở Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho gia đình con. Dạ, con xin cảm ơn. Rồi hứa làm sao? Dạ con xin hứa sẽ chăm sóc, chăm lo cho các em đầy đủ. Dạ. Ừ, cố gắng lên nè con ha, ăn uống đồ vô, bữa nay thấy ốm lắm á nha. Dạ. Hôm nay con đi ca máy. Dạ ca đêm. À, vậy lại con ăn cơm chưa? Dạ, chưa? Dạ ăn rồi. Ừ, dạ gia đình lại cơm rồi. Bây giờ là đặt thùng ha, bóc siêu ha. Dạ. Để xem máy lạnh, sorry cái máy giặt hôm nay có đẹp không nha cả nhà. Rồi ba bà cháu qua đây. Rồi đó, chuẩn bị cái kéo sẵn lên cả nhà rồi, tôi bóc đi, nhặt ra. Lần đầu tiên trong cuộc đời là nhà mình có máy giặt mới ha. Yeah. Rồi tôi có bóc xin máy giặt. Chú hỗ trợ nha, chú phụ nha. Dạ. Wow. Cậu bạn vui mà bạn. Vui. Mừng các bạn ha. Chúc mừng, chúc mừng. Đã đúng rồi. Đây là cả nhà mình. Cả nhà thấy cái máy giặt là đi chân lên hay mua có đẹp không cả nhà? Đi chân lên hay xem cái máy giặt là bao nhiêu ký nha cả nhà mình. Trong giấy họ có đỡ trong này 8,5 kg nha cả nhà. Máy giặt này là 8,5 kg.
Các bạn thấy đẹp không? Đây là bên trong. Cái này là giấy tờ bảo hành ha, cái này là hướng dẫn, tí nữa chú hướng dẫn cho gia đình mình dùng ha. Dạ. Mở cái này ra luôn. Mặt cứng như vậy. Để tờ ra bình tĩnh. Đồ mới là phải bình tĩnh mới được. Ui dạ. Wow, đây là bên trong đó nha. Cái này là có ống thải nước ra nè cả nhà mình. Đây là ống để mình câu nước vào. Ở bên điện máy xanh đó họ có tặng cho mình là 3 bình nhỏ xả nè cả nhà mình. Rồi thấy vui không? Cả nhà có mừng không? Rồi mừng vỗ tay đây. Vỗ tay. Đẹp quá trời đẹp ha. À, những cái nút này là màn cảm ứng nha cả nhà. À, đây là mẫu hiện đại, mẫu mới nhất đó, đó là rất là đẹp. Thì chút xíu nữa thì Chu Lê Thang sẽ công bố cái số tiền cái máy giặt này mua bao nhiêu nha cả nhà. Bây giờ là Chu Lê Thang sẽ hỗ trợ các cháu là đưa xuống tới mình câu ống cho các cháu nha cả nhà. Tại vì khi mà mua cái máy giặt này á, tại mình cần gấp cả nhà. Nhưng mà khi mà mua là họ kêu là họ bên họ có kỹ thuật để họ giao cho mình luôn, họ lắp đặt cho mình luôn, nhưng mà phải đợi cả nhà, đợi tới chiều nên là Chu Lê Thang không đồng ý, tại vì còn rất là nhiều thời gian Chu Lê Thang cũng phải giải ngân tiếp theo những cái số tiền mà Mạnh Thường Quân gửi về nữa, nên là tranh thủ trong vòng một ngày là Chu Lê Thang thuê người chở luôn nha cả nhà. Mình thuê bên ngoài mình chở lên trên đây luôn, tại vì cái tuyến đường rất là xa, cần gần cả trăm cây số luôn cả nhà mình, nên là mình chịu thiệt một chút xíu. Rồi bây giờ là con qua thắp nhang cho mẹ đây. Thắp nhang cho mẹ, có nghĩa là tôi thành được con yêu thương rồi. Mẹ mừng ha. Nè. Mẹ. Dạ mẹ, hôm nay con thắp nhang cho mẹ là con cảm ơn mẹ đã phù hộ cho anh em chúng con được Mạnh Thường Quân biết đến và giúp đỡ cho gia đình bớt khó khăn đi phần nào. Dạ, được con nhà mẹ, con được mẹ phù hộ, Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ rất nhiều. Con được các cô chú Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước hỗ trợ cho gia đình mình. Dạ. Hôm nay con thắp nhang con xin cảm ơn mẹ. Dạ cả nhà mình, và đây là cái toilet mà các cháu ước mơ thì được Mạnh Thường Quân yêu thương trao tặng cả nhà. Phải nói các cháu được Mạnh Thường Quân yêu thương tặng cho một cái toilet là một cái niềm vui rất là lớn trong cuộc đời của các cháu. Dạ. Thì đi trên lên thang là kêu thợ họ nhận là giá là 15 triệu cả nhà. 15 triệu là họ bao trọn gói. Thì cái diện tích của nhà vệ sinh này là ngang là 1,5 m nha cả nhà. Dài là 3 m. Thì đi trên lên thang làm gấu ghém trong cái số tiền của Mạnh Thường Quân gửi về tặng cho các cháu cả nhà. Thì cũng có sơn màu xanh nè, thì cũng có làm cửa, cũng có cầu thang. Bây giờ đi trên lên thang sẽ vào bên trong nha. Con đi vào đây con, chú hướng dẫn cho con xài máy giặt luôn nha. Rồi đứng qua đây. À, đây là cái không gian bên trong nha cả nhà. Cũng đã kêu các anh thợ điện họ bắt điện cho các cháu nè, bắt bóng điện, rồi bắt phích điện. Rồi cái máy giặt thì Chu Lê Thang cũng nhờ mẹ ảnh đưa vô, mẹ ảnh bắt ống nước luôn. Dạ, mình câu hết tất cả cho các cháu chỉ sử dụng thôi cả nhà. Thì bên trong đây dài 3 m. À, theo như cái bồn cầu của cô Hương Trần tặng cho các cháu là cô Hương Trần muốn là các cháu dùng cái bồn cầu này. Dạ, cái bồn cầu này thì nó mắc tiền hơn, nó sạch sẽ hơn. Dạ, cái bồn cầu này là mình xài rất là tiện lợi. Bồn cầu này là bồn cầu đời mới. Dạ, đó có mình xả nước luôn. Giò thì cũng đã bắt cho các cháu đây nè, giò xịt. Ngoài đây thì
Đây là dồi mở nước nha cả nhà. Còn cái này là mình câu qua mấy nhà. Còn cái này là để tắm nha cả nhà mình. Đây là để tắm. Dạ. Thì cái không gian của các cháu tắm á thì sẽ ở hướng đây. Máy giặt thì mình để đây, mình giặt rồi. Ở đây thì có khung gió nha cả nhà. Thì mình lợp tôn lên trên. Cái nhà vệ sinh này thì gói ghém không có lốt gạch tường nha cả nhà. Lốt gạch tường thì rất là tốn kém, nên là chỉ có lốt gạch sàn thôi, gạch nền thôi. Rồi bây giờ chú sẽ hướng dẫn cho con sử dụng cái máy giặt ha. Yeah. Thì cái máy giặt này là hai đứa em của con còn nhỏ là không cho dùng tới. Yeah. Con là người lớn ha. Yeah, không biết. Thì con sẽ tự dùng. Điện thì chú bắt đây rồi. Mình xài nước thì mình xài nó sẽ chảy vào đây nha cả nhà. Vào đây sẽ có một cái lỗ rút. Còn cái này khi mà ấy là mình chỉ mở cùng lên thôi ha. Mở nguồn lên. Rồi mình bấm nút khởi động này ha. Yeah. Nút khởi động. Cái máy giặt là nó tự giặt. Yeah. Rồi nó tự ngắt ha. Yeah. Rồi mình tắt nguồn. Hoặc là mình rút cái phích này ra. Còn cái này thì câu điện rút. Rút điện. Bên trong thì có một cái công tắc bên trong này nha cả nhà. Rồi con cảm thấy như thế nào? À, thì con cảm thấy rất là vui khi được mọi người mạnh cô chú Mạnh Thường Quân từ trong nước và ngoài nước hỗ trợ cho gia đình con. Thì anh em con thì giờ hoàn cảnh cũng khó khăn, được cái cô chú giúp thì cũng thấy hạnh phúc trong người. Ừ. Yeah. Đây cũng như là một cái món quà tinh thần, một cái món quà động lực ha. Yeah. Để cho con cố gắng, con có thêm cái sức mạnh để con làm con nuôi hai em nhỏ ha. Dạ. Thì chú cũng tham khảo sơ qua rồi, cái máy giặt này là chỉ một mình con được giặt thôi nha. Dạ. Chứ không cho mấy đứa nhỏ đụng nha, điện đuốc nhiều khi nước non nó nguy hiểm ha. Dạ. Thì chú đã bắt hết tất cả rồi, chỉ là sử dụng thôi. Dạ. Thì cả nhà mình được chơi thang cũng vui cho các cháu cả nhà. Phải nói được mình thương yêu thương, đây là cái món quà nó rất là to lớn của nhà mình. Biết bao nhiêu năm khi mà đi vệ sinh thì đi bờ đi bụi không cả nhà. Ở phía sau nhà cháu là mồ má của ông bà khúc mặt nha, người ta móc xuống người ta chôn đó, nên là ban đêm đi rất là khó khăn luôn cả nhà mình. Thì cũng may mắn rằng khi mà mẹ của các cháu mất xuống thì có để lại một cái ngôi nhà tình thương cả nhà mình, cũng có chỗ che nắng che mưa thì cũng đỡ. Nếu mà mẹ các cháu mất xuống mà không có cái ngôi nhà này thì các cháu không biết phải bơ vơ về đâu cả nhà mình. Thì bây giờ chú cháu mình là nhà chơi, chú sẽ công bố cái tên Mạnh Thường Quân. Yeah. Và công bố số tiền ông bà cô chú anh chị giúp đỡ con ha. Yeah. Cả nhà mừng cho các cháu nha cả nhà. Đây cũng có cửa cho cả nhà mình. Đây, cửa đây. Đóng lại. Làm cố ghém cả nhà mình ơi, nếu mình làm lốt gạch tường luôn là không có dư ra tiền. Tôi chưa nay cũng muốn là làm bình dân thôi. Thì ở quê mà cả nhà mình làm toilet thì có toilet như thế này thì phải nói rất là hạnh phúc luôn. Dạ cả nhà mình, đôi chân lang thang đã làm tròn trách nhiệm của mình. Một người hàng ngày đi lang thang, chia sẻ những cái hoàn cảnh của bà con kém may mắn, không riêng về đồng bào người dân tộc miền núi. Người kinh của mình cũng còn rất là nhiều hoàn cảnh ở ngoài kia, rất là khó khăn trong cuộc sống. Khi mà có duyên biết đến cái hoàn cảnh của ba cháu thì đôi chân thang cũng xúc động cả nhà. Mong rằng tập video hôm nay chia sẻ đến tất cả ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, ông bà cô chú anh chị khán giả trong nước và ngoài nước yêu thương đồng cảm hoàn cảnh của ba cháu một cô cha mẹ. Dạ. Thì ngoại thứ có cảm xúc gì khi mà đạt được cái ước mơ của các cháu là Mạnh Thường Quân tặng được một cái toilet? Ngoại nói con cầm được rồi. Nói sao? Ngoại có lời gì gửi lời đến Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước không? Ngoại có vui không? Vui. Ngoại có mừng không? Mừng. Dạ. Thì ngoài cái món quà là được Mạnh Thường Quân trao tặng một cái nhà vệ sinh, lại cái món quà thứ hai là một cái máy giặt, và cái món quà thứ ba là một ít tiền, đó là một số vốn. Dạ, của Mạnh Thường Quân yêu thương ba cháu. Dạ, con cũng mong rằng là cái số tiền này sẽ giúp cho gia đình của mình những ngày sắp tới
sẽ có những cái bữa ăn ngon hơn và ấm cúng hạnh phúc hơn. Hả Hoài ha? Bây giờ con sẽ công bố tên Mạnh Thường Quân. Hoài lắng nghe và cháu lắng nghe và gửi một lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân để cho Mạnh Thường Quân vui. Hả Hoài ha? Cả nhà mình của Trương Lê Thanh xin phép là công bố tên của các Mạnh Thường Quân yêu thương ở hoàn cảnh ba cháu một cô cha mẹ. Dạ, Mạnh Thường Quân thứ nhất có tên là cô Hương Trần ở Mỹ, trao tặng cho ba cháu là 700 đô. Đối chân Lê Thang đổi ra tiền Việt Nam là 17.150.000. Và Mạnh Thường Quân thứ hai là anh Hoàng Minh, định cư tại Boston ở Mỹ, tặng cho ba cháu là 12.170.000. Bà ngoại tặng cho ba cháu 500.000. Chú Sĩ và cháu Sơn tặng cho ba cháu 100.000. Mạnh Thường Quân có tên Lê Thụy Tuyết Vi tặng ba cháu 200.000. Mạnh Thường Quân Đỗ Thị Thanh ở Vũng Tàu tặng cho ba cháu 200.000. Chú Trần Hữu Đức tặng cho ba cháu 5.000.000. Dạ, tổng số tiền là 35.320.000 đồng. Dạ. Dạ, các nhà mình đưa chương Lê Thang tổng kết lại tiền của các Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho hoàn cảnh của ba cháu mồ côi cha mẹ. Tổng số tiền là 35.320.000 nha cả nhà. Đưa chương Lê Thang làm toilet hết 17.000.000 nè. Tổng chi phí họ nhận 15.000.000 nhưng mà mình mua những cái vật dụng như phát sinh là dây điện, ổ cắm, ống nước. Dạ. Đưa chương Lê Thang cũng có bồi dưỡng thêm cho họ là chẳng số tiền là 17.000.000 là riêng về phần toilet. Và Đức Trinh Lê Thang có mua một cái máy giặt là 5.590.000 nha cả nhà. Hôm trước Đức Trinh Lê Thang có ứng trước của Mạnh Thường Quân là 2 bao gạo 50kg nha cả nhà. Thì hôm nay Đức Trinh Lê Thang xin phép là trừ ra. Và khi mà mua máy giặt thì bên điện máy xanh họ không có hỗ trợ gấp cho mình. Tại vì mình cần gấp nhưng mà họ không có hỗ trợ kịp. Họ kêu là phải 3 giờ chiều họ mới giao tận nơi, tại vì cái tiếng đường xa cả nhà. Ở đây khu vực ngôi làng này là không có chỗ nào là điện máy xanh cả nhà. Phải đi xuống thành phố Phan Rang mình mới mua được cả nhà. Là mình có thuê xe họ chở cho mình là 500.000 nha cả nhà mình. Và tiền xe 500.000 và tiền gạo là 1.000.000 nha cả nhà. Thì Đức Trinh Thang tổng kết lại hết luôn là 35.320.000 trừ 17.000.000 trừ 5.590.000 trừ 1.000.000 trừ 500. Và còn tổng số tiền còn lại là 11.230.000 nha cả nhà. Đức Trinh Thang cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Cô Hương Trần là tặng cho ba cháu là tiền để làm toilet này cả nhà. Còn anh Hoàng Minh định cư ở Boston ở Mỹ là tặng cho hai cháu là cái máy giặt này cả nhà. Còn số tiền còn lại là các Mạnh Thường Quân muốn chung tay với Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước để gửi gắm tặng cho các cháu. Và đây là số tiền 11.230.000 thì con sẽ trao tặng cho hai bà cháu. Tiền này là cháu giữ hay là bà giữ? Cháu giữ. Dạ, cháu giữ, hai lớn có trách nhiệm là giữ ha, giữ tiền lo cho các em ha. Đây cũng là một số tiền rất lớn. Tập hôm nay là tập video thứ ba nói về hoàn cảnh của ba anh em con rồi. Thì số tiền trước là Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho con, chú cũng đã đưa cho con rồi đúng không? Còn lại bao nhiêu tiền? Còn 7.000.000. 7.000.000 và cộng thêm với số tiền này nữa là gần 20.000.000. Là con sẽ giữ gìn cho kỹ ha, mình xài cho đúng cái đồng tiền ha. Để không phụ lòng của các Mạnh Thường Quân yêu thương tụi con ha. Rồi con nhận tiền và gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân nha. 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000, 5.000.000, 6.000.000, 7.000.000, 8.000.000, 9.000.000, 10.000.000, 11.000.000, 200, 100, 10.000, 10.000, 11.000.000, 300, 20.000. Dạ, là số tiền còn lại của các Mạnh Thường Quân yêu thương ba cháu. Tụi bay có vui không bạn? Vui. Hôm nay là có toilet nè, đạt được ước mơ sống mấy chục năm luôn mà không có toilet, toàn đi ngoài không. Đi ngoài không. Bữa nay là có tự nhiên có được cái toilet thì rất mừng. Dạ. Vui. Phải như cái món quà, đây là cái món quà lớn nhất trong cuộc đời của Hoài và các cháu. À. Dạ.
Thì cái ngôi nhà này là cũng cái ngôi nhà tình thương vậy ha, rồi gia Tình đình mình cũng thương. lúc mà mẹ các cháu còn sống thì cũng bù tiền vô thêm để mình xây lên. À. À, cũng may mắn rằng là cũng còn được cái ngôi nhà che nắng che mưa ha vậy ha. À. Nếu mà không có không biết các cháu sẽ bơ vơ về đâu ha vậy ha. Biết bà cháu chạy về đâu? Dạ thì bà con dòng họ này không có, có chỉ có một người thôi. Dạ Không có giọng, không có họ ai hết. dạ Không có bà con, anh chị, em, út gì nữa. dạ bây giờ quà với cháu vỗ tay đi, vỗ tay vui mừng. Chiều nay bốn bà cháu mua thịt heo, mua trái cây về ăn mừng nhà mới, toilet mới, máy giặt mới ha. Dạ hôm nay là mọi thứ là không có đi bán vé số hả? Đi bán chứ, đi bán giờ rồi. Vậy là hôm nay lời được nhiêu tiền? Được có 30.000 à. Lời được 30.000 thôi. Được 30 tỷ, số trời mưa. Dạ hôm bữa giờ ở quê thì cũng mưa lắm cả nhà. Đi làm thiện nguyện, đi lang thang lên trên núi thì gặp mưa thì rất là khó khăn cho cuộc cuộc sống cả nhà mình ơi. Dạo này là đôi chân đang là có khi là nghỉ 1 đến 2 bữa, khi là đôi chân lang thang bị mắc mưa cả nhà, rồi bị bệnh nữa cả nhà, nhiễm nhiễm mưa đó, bị cảm nên là không có dám đi cả nhà, thì cả nhà cũng thông cảm nha. Đôi chân lang thang cũng xin thay mặt cho vài thứ và ba cháu gửi lời cảm ơn đến cô Hương Trần ở Mỹ, cảm ơn anh Hoàng Minh ở Mỹ, cảm ơn bà ngoại, cảm ơn chú Sĩ và cháu Sơn, cảm ơn mạnh thường quân Lê Thị Tiết Vi, cảm ơn mạnh thường quân Đỗ Thị Thanh ở Vũng Tàu, cảm ơn chú Hữu Đức. Dạ cảm ơn các mạnh thường quân đã yêu thương những cái hoàn cảnh khó khăn, những cái hoàn cảnh kém may mắn. Con cũng không biết nói gì hơn, xin chúc cho mạnh thường quân trong nước và ngoài nước và gia đình có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Dạ bây giờ là cháu lớn sẽ thay mặt cho các em gửi lời cảm ơn thêm một lần nữa đến ông bà của chú mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Dạ. À, con xin cảm ơn ông bà cô chú Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước đã giúp đỡ cho gia đình con. Con xin gửi lời cảm ơn chân thành của ba anh em gia đình con tới mọi người và chúc mọi người luôn luôn hạnh phúc, vui vẻ, có nhiều sức khỏe. Và con xin cảm ơn mọi người. Vậy là chú cũng có cái lời khuyên ha, cố gắng lên ha, Dạ. xem các em là cái động lực ha, sau này biết đâu các em ăn học lớn lên rồi làm phụ rồi thương anh hai rồi lo lại ha. Dạ chắc có lẽ là đôi chân lên hang xin phép khép lại video ở đây cả nhà. Cả nhà xem video cảm nhận cảm nghĩ như thế nào thì cả nhà có thể là bình luận góp ý nha cả nhà mình, và các mình thường quân gửi tiền về giúp đỡ cho các cháu nếu có thiếu sót gì, có không hài lòng thì có thể liên hệ với đội trưởng lương thang. Đội trưởng lương thang sẽ giải đáp thắc mắc của ông bà cô chú anh chị mình thường quân nha. Dạ chắc có lẽ là xin khép lại video, cũng không quên gửi lời cảm ơn đến khán giả đã luôn dành thời gian quý báu xem video ủng hộ đội trưởng lương thang trên con đường thiện nguyện. Dạ xin cảm ơn và hẹn gặp lại, bye bye.